Đan Lê ở tuổi 39, qua một lần đò vẫn lấy được chồng giàu có, đẹp trai, quyền lực. Cuộc hôn nhân đầu của Đan Lê chỉ kéo dài được 2 năm là tan vỡ. MC Đan Lê sinh năm 1983 tại Hà Nội. Trước khi nổi tiếng với vai trò MC diễn viên, cô từng là người mẫu quen mặt trong các báo, tạp chí sinh viên và là thành viên của nhóm nhạc Nhịp Điệu và Ước Mơ Đến. Ở tuổi U40, Đan Lê vẫn nhận được nhiều lời khen nhờ nhan sắc trẻ đẹp và cuộc sống hạnh phúc bên ông xã, đạo diễn Khải Anh. Tuy nhiên, ít ai biết trước khi có cuộc hôn nhân viên mãn hiện tại, nữ diễn viên từng trải qua sóng gió tình cảm và một cuộc hôn nhân đổ vỡ. Mối tình thanh xuân đứt đoạn. Đan Lê và Khải Anh bén duyên khi cùng ngồi trên ghế trường Trung học phổ thông Thăng Long, Hà Nội. Họ yêu nhau từ năm lớp 11 và gắn bó suốt 6 năm trước khi Khải Anh lên đường đi du học. Đạo diễn Khải Hưng, cha ruột Khải Anh, tự tiết lộ rằng khi mới 21 tuổi, con trai đã xin được cưới Đan Lê nhưng bị ông từ chối. Cuối cùng, họ gạt nước mắt chia tay nhau khi Khải Anh đi du học nước ngoài, còn Đan Lê tất bật với công việc của một MC thời tiết. Trong thời gian đi làm, Đan Lê gặp gỡ và bén duyên với biên tập viên Xuân Tùng. Tháng 10 năm 2008, cả hai tổ chức đám cưới linh đình. Tuy nhiên, chỉ sau 2 năm, cuộc hôn nhân ấy kết thúc trong sự ngỡ ngàng của nhiều người. Trong chương trình Lời Tự Sự, nữ MC tâm sự, thời điểm cô kết hôn lần đầu, Khải Anh đã về nước. Anh biết cô kết hôn nhưng không thể làm gì khác vì mọi chuyện trong cuộc sống Đan Lê đều suy nghĩ rất kỹ càng. Trong lần hiếm hoi chia sẻ về cuộc hôn nhân đổ vỡ, Đan Lê cho hay, đúng là lâu nay mối quan hệ hôn nhân của tôi không còn êm đẹp, hay nói cách khác chúng tôi đã không còn đi chung một con đường. Có thể với dư luận thông tin này khá đột ngột vì chúng tôi đều là người kín đáo, nhưng đối với gia đình và bạn bè thân thiết thì không, chúng tôi đã có một thời gian dài để suy nghĩ, cân nhắc về việc làm của mình. Trải qua một lần đổ vỡ hôn nhân, Đan Lê thừa nhận những va vấp trải nghiệm khiến cô nhận ra đâu là người mình yêu thương, muốn sống cùng nhất. Nối lại tình xưa và gắn bó hạnh phúc 11 năm. Năm 2011, cô lên xe hoa lần 2 với đạo diễn Khải Anh. Sự nối lại tình xưa quá nhanh của họ làm nhiều người bất ngờ. Nhưng theo thời gian, Đan Lê và Khải Anh đã chứng minh được rằng tình yêu của họ là thực sự, họ là định mệnh dành cho nhau. Sau khi kết hôn, cặp sao đón hai cậu con trai Khải Minh và Khải Nguyên lần lượt chào đời vào năm 2011 và 2014. Đan Lê nhận xét, cuộc hôn nhân thứ hai của mình là đúng người, đúng thời điểm, cô bày tỏ. Không ai biết được ngày mai ra sao, chúng ta chỉ có thể tin vào những điều tốt đẹp. Thời điểm đó tôi đã tin anh Khải Anh, Khải Anh đã kiên nhẫn khắc phục tất cả những lỗi sai anh ấy đã lập trong quá khứ và thuyết phục tôi rằng anh ấy hoàn toàn xứng đáng. Trải qua hơn 10 năm hôn nhân, cặp đôi vẫn giữ được tình cảm ngọt ngào, hòa thuận trong công việc nghệ thuật lẫn chăm sóc gia đình nhỏ. Trong việc giáo dục con, Đan Lê quan niệm, mẹ có thể chăm con tốt hơn so với bố, nhưng nhà cô có hai con trai nên bố phải có trách nhiệm dạy dỗ, hướng dẫn để các cháu trưởng thành như một người đàn ông. Vì thế, dù Khải Anh bận rộn quay phim hàng tháng trời, nhưng khi có bất cứ thời gian rảnh nào, anh sẽ dành hoàn toàn cho việc chăm sóc con cái và gia đình. Ngoài ra, họ luôn dành thời gian đi du lịch để hâm nóng tình cảm, tận hưởng những giây phút thoải mái bên nhau. Trong dịp kỷ niệm 9 năm ngày cưới, đạo diễn Khải Anh từng ngọt ngào tếu táo nhắn vợ. 9 năm vẫn chưa thấy chán mấy, cũng vui, cũng nhiều lần phát điên, cắn nhau mấy phát, cũng đau nhưng cuối cùng vẫn thấy hạnh phúc. Có thể thấy sau khi đi hết một vòng rồi trở lại bên nhau, Khải Anh và Đan Lê càng trân trọng mối quan hệ. Bất chấp việc Đan Lê từng trải qua đổ vỡ, nam đạo diễn vẫn nhường nhịn yêu thương và vun vén hôn nhân bên bà xã xinh đẹp.